Theo kết quả pháp y tử thi ban đầu, nhận định hai nạn nhân bao gồm một nam một nữ, nguyên nhân tử vong do ngạt khí CO. Nhưng phần còn lại của thi thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, không thể phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động. Cùng thời điểm đó, qua rà soát thì Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện có một bệnh nhi đã 3 đến 4 ngày không thấy gia đình tới chăm. Bệnh viện đã cùng với Công an quận Ba Đình liên lạc tới nhà bệnh nhân ở Phú Thọ. Gia đình cho biết là cũng không liên lạc được với bố mẹ của cháu bé. Từ những vật dụng cá nhân còn lại ở hiện trường vụ cháy, ban đầu tạm thời xác định có thể hai nạn nhân tử vong là bố mẹ của bệnh nhi này. Cơ quan cảnh sát điều tra đã lấy mẫu và trưng cầu giám định ADN. Kết quả cuối cùng sẽ có nhanh nhất vào chiều nay, ngày 24 tháng 9. Theo lãnh đạo khoa cấp cứu nơi bệnh viện Nhi đang điều trị, cháu nhập viện vào ngày 14 tháng 9. Từ ngày 17 tháng 9 thì bệnh viện không liên lạc được với bố mẹ của cháu.